Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin dự báo thời tiết sẽ là tin dự báo nắng nóng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hôm nay ngày 28 tháng 4, khu vực vùng núi thấp và vùng núi phía Tây của tỉnh có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ các khu vực phổ biến là 35 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 60%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, ngày 29 và ngày 30 tháng 4, khu vực vùng núi thấp và phía Tây của tỉnh có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực vùng núi thấp có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 17 giờ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Huyện Yên Minh và một số nơi thuộc Quản Bạ ngày 29 tháng 4 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 đến 16 giờ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt, vùng núi thấp có nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Trên khu vực tỉnh Hà Giang có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 4. Từ ngày 1 tháng 5, nắng nóng có khả năng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp độ 1. Dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Còn bây giờ sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm 28 ngày 29 tháng 4 năm 2024. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng Yên Minh và một số nơi Quản Bạ có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ, Yên Minh và Quản Bạ từ 35 đến 37 độ, độ ẩm trung bình 70%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 20 đến 38 độ, độ ẩm trung bình là 70%. Còn tại khu vực vùng núi thấp, thành phố Hà Giang, Bắc Quang, Bắc Mê và Quang Bình, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ khu vực này sẽ dao động trong khoảng từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm trung bình 72%.